Chào các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh bài số 10. Tuần này mình sẽ phân biệt cho các bạn sự khác biệt giữa nội và ngoại động từ. Trong tiếng Anh chúng ta có cấu trúc cơ bản như là chủ từ, S, động từ và tăng ngữ. Vì sao? Các bạn để ý không? Tại sao tăng ngữ lúc nào nó cũng nằm trong ngoặc vậy? Tại vì nó phụ thuộc vào động từ trước nó. Thì trong tiếng Anh, động từ chúng ta chia làm hai loại. Đó là nội động từ, còn gọi là intransitive verb. Thì nội động từ không cần tăng ngữ. Ví dụ, I run, tôi chạy. Thì không cần tăng ngữ, cái câu nghe vẫn có nghĩa. Còn ngoại động từ, hay còn gọi là transitive verb, thì phải cần có tăng ngữ đằng sau, cái câu mới có nghĩa. Ví dụ như mình nói tôi mua, I buy, mà chấm hết thì nó vô nghĩa. Nhưng mà I buy food, tôi mua thức ăn, thì cái câu nghe nó có nghĩa. Thì đây là sự khác biệt giữa nội và ngoại động từ. Tuy nhiên đối với ngoại động từ còn được dùng trong câu bị động. Ví dụ cùng câu đó mình nói food is bought by me, thức ăn được mua bởi tôi. Rồi, như vậy là đó là sự khác biệt giữa nội và ngoại động từ. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.